Hello, xin chào mọi người. Tiếp tục với chuỗi series hướng dẫn phần mềm Symbol Facebook. Video lần này em sẽ hướng dẫn mọi người cách để chọc ghẹo danh sách bạn bè của mình. Thì tính năng này nó sẽ giúp mọi người điều gì? Đầu tiên nó sẽ giúp mọi người là tăng tương tác, tức là tăng cái độ tương tác của tài khoản mình với cái danh sách bạn bè, tức là cái list friend. Cái thứ hai nữa thì mọi người có thể gián tiếp quảng bá sản phẩm hoặc là dịch vụ của mình. Tức là khi mà mình chọc ghẹo một cái đối tượng nào đó là danh sách bạn bè thì người ta sẽ có khuynh hướng là xem cái tường, xem cái thằng này là ai, người kia là ai, tức là cái profile của mình đó. Thì ví dụ như là mình đang cung cấp một cái sản phẩm hoặc là một cái dịch vụ nào đó bất kỳ, thì họ có thể là họ có nhu cầu hoặc là họ xem, thì bất chợt họ có nhu cầu về cái sản phẩm hoặc là dịch vụ của mình thì mình đã được một cái đơn hàng rất đơn giản rồi. Ok, thì hôm nay em sẽ hướng dẫn mọi người cách để chọc ghẹo với danh sách bạn bè. Đầu tiên thì mọi người như thường lệ sẽ mở phần mềm Symbol Facebook lên. Bước tiếp theo thì mọi người chọn cái tài khoản để chọc ghẹo thôi. Ok, thì mình chờ một xíu để cho nó load cái danh sách bạn bè. Thì cái tài khoản này của em hơi nhiều bạn bè. Cái tính năng này nó rất là đơn giản, thì mọi người chỉ cần mở tài khoản và chọn tài khoản. Tại vì Facebook nó sẽ không hạn chế nhiều cái tính năng này, nên mọi người có thể gửi một lúc khoảng tầm 500 đến 1.000. Đây, danh sách bạn bè đã load xong. Em sẽ chuyển danh sách bạn bè này qua danh sách tìm kiếm để em thực hiện cái tính năng này. Ok, 4.030 người này. Ok, sau đó em sẽ click chuột phải, chọn tính năng chọc ghẹo. Ok, trong click 4.000, tức là cái danh sách 4.030 người này, em sẽ bắt đầu. Thì bình thường thì em sẽ thực hiện cái tính năng này với khoảng 500 đến 1.000 người mỗi ngày thôi. Thì em sẽ chuyển danh sách bạn bè, sau đó em sẽ lưu file và chia file, sau đó em sẽ load cái file lên và chọc ghẹo của đối tượng là bạn bè của mình. Thế thì ta tắt nó như thế này, em sẽ hướng dẫn luôn cho mọi người xem. Đấy, ví dụ đây là cái danh sách bạn bè của em đúng không? Em sẽ lưu file này lại. Lưu file ngoài này, đây là bạn bè. Ok, em sẽ chia cái file này nhỏ ra, tức là chia file này khoảng tầm 500 đến 1.000 người thôi. Em sẽ dùng cái phần mềm chia file. Đây là phần mềm chia file. Phần mềm này thì mọi người có thể download trực tiếp ở trang chủ atpshopify.vn hoặc là tìm kiếm khách hàng.vn, hoặc là em sẽ để một cái đường link ở phía dưới cái video này thì mọi người có thể download trực tiếp luôn cũng được. Ok, em sẽ chọn cái file. Thì em đã có một cái video hướng dẫn chi tiết về sử dụng cái phần mềm này rồi, thì mọi người có thể xem ở dưới cũng được. Chọn file thì em sẽ chọn file bạn bè này. Thư mục lưu thì em sẽ tạo một cái thư mục mới là chọc ghẹo. Ok, chọn thư mục chọc ghẹo. Em sẽ chọn là 500 người, tức là mỗi file sẽ bao gồm 500 người. Ok, bấm chia file là xong này. Em sẽ tắt đi, tạm thời tắt đi. Trong file này sẽ có 9 file, bao gồm 4.030 đối tượng là bạn bè của em. Ok, em sẽ tạm tắt. Tạm tắt cái tab này, em sẽ mở một cái tab mới lên. Ok, mình sẽ mở cái file mà mình đã chia ra ở cái mục chọc ghẹo. Đây sẽ là cái file thứ nhất. Cái file này nó sẽ bao gồm 500 người. Ok, em sẽ click chuột phải và chọn tính năng chọc ghẹo và bắt đầu. Thì chờ phần mềm nó chạy xong. Ok, mọi người có thấy không? Đó, thì mà phần mềm này nó sẽ tự động chạy đến lúc mà xong cái tài khoản thì thôi. Đó, thường thì em sẽ sử dụng cái tính năng này với khoảng 500 đến 1.000 người mỗi ngày. Đó, thì mọi người sẽ ứng dụng cái tính năng này để tăng tương tác với list friend, tức là cái danh sách bạn bè, và gián tiếp quảng bá cái sản phẩm hoặc là cái dịch vụ của mình để mình kinh doanh được tốt hơn. Ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi video.